lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802 tác giả Tạ Chí Đại Trường thực hiện ban biên tập trang việt sử org chương 4 tiết 11 Nguyễn Ánh và Tây Sơn của gia đình tổ chức giữ gia đình của Tây Sơn Nguyễn Ánh và Phạm Văn Sâm tiếp viện của Nguyễn Huệ gia đình thoát khỏi tay Tây Sơn tổ chức cai trị phát triển buổi đầu ở gia đình phê bình cuộc tranh chiếm ở Quy Nhơn của Nhạc và Huệ. Sử quan nhà Nguyễn rút ra một kết luận chỉ rõ sự quan trọng của sự việc này như là nguyên nhân mở đầu cho thời trung hưng của chúa họ. Từ đấy, giặc lo gườm nhau, thế giặc tan rã không rảnh để dòm ngó phương Nam nữa. Chú thích Thực lục quyển 2, 22A, liệt truyện quyển 30, 14B, hết chú thích. Chúng ta đã phân tích tình thế đó rồi. Tuy nhiên, chúng ta phải xem xét xem Tây Sơn trong 2 năm rưỡi chiếm đóng gia định đã làm gì để củng cố thế lực họ ở đây, để xóa nhòa dấu vết ông chú cũ, để lôi kéo dân chúng về phía họ. Dấu vết công việc còn lại thật là ít ỏi, nhưng cũng cho thấy tình trạng lúng túng thủ động của họ. Chúng ta đã biết, người giữ gia định sau trận mang thít là Đặng Văn chân. Ông lo đề phòng biến cố có thể xảy ra do bọn di thần nhà Nguyễn lẩn lút trong dân gian, nên rời dinh trại lên trên vùng đất cao ở Cầu Sơn. Chú thích, vùng Cầu Sơn còn tên ở Thị Nghè, phía đường Hàng Xanh xa lộ bây giờ, lưu ý Sài Gòn thời bấy giờ ở quanh vùng chợ quán. Hết chú thích. Cách phía Bắc Trấn bảy dặm để dễ bề chống giữ. Trong năm 1786, ông đắp dinh trại trên gò cao, còn dưới thấp thì xây cất phố xá, lùa các nhà buôn Sài Gòn vào ở đó. Nhưng công việc cưỡng ép này không đi đến kết quả nào như ta đoán biết. Một phần vì nơi mới xa chỗ buôn bán quen thuộc cũ, một phần vì đầu năm sau, 1787, Đặng Văn Trân đã phải ra cứu Nguyễn Nhạc bỏ dở công việc. Chú thích, Trịnh Hoài Đức thành trì trí, Trần Kinh Hòa dịch, Đại học số 6 tháng 12 1961, trang 52, hết chú thích. Ở gia định bấy giờ còn lại tham đốc Trần Tú, coi sóc công việc. Oai võ đã hạ, binh thế đã yếu thì loạn lạc nổi lên. Lê Công Trấn, Phạm Điền, mưu đánh úp bên nghé, bị lộ phải chết. Trong khi xa hơn, ở bên Hòa, quân khởi nghĩa của Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Văn Nghĩa kéo dài tới ngày Nguyễn Ánh về. Chú thích, thực lục quyển 2, 22AB cho việc Tây Sơn bất hòa xảy ra vào tháng 7 âm lịch 1786 và việc loạn ở gia định vào tháng 9 nhuận năm đó. Mở ngoặc, sao không là nhuận tháng 7? Hỏi chấm, đóng ngoặc. Chiến tranh bất hòa thực sự xảy ra vào mùa xuân 1787. Mở ngoặc xem chương trước, đóng ngoặc. Trịnh Hoài Đức cũng đồng ý như vậy. Biến loạn ở gia định có thể âm thầm nhen nhúm từ năm trước. Hết chú thích. Ngoài ra còn phải kể tới võ tánh ở Gò Công mà lực lượng lan đến tận Kiến Hòa nhưng không hẳn với danh nghĩa Phò Nguyễn. Xung quanh trấn mà Tây Sơn không giữ được, nói gì ở những nơi xa trong một xứ còn đầy rừng rậm hoang vu với kênh rạch bùn lầy. Đám người miên trong thời kỳ này tất được hưởng sự tự trị rộng rãi để sau này trước sự đe dọa của quân Nguyễn Ánh, họ sẽ quay lại giúp Phạm Văn Sâm người phụ tá cho Đông Định Vương Nguyễn Lữ khi anh em chia đất. Nguy hơn cho Tây Sơn chính là sự trở lòng của binh tướng dưới quyền. Tình hình đó được giám quân Tống Phúc Đạm, thị giảng Nguyễn Đô, cai cơ Tống Phúc Ngọc, cai bạ Nguyễn Thiệm tới Long Khâu, mở ngoặc vọng các địa điểm của làng Gia Long, đóng ngoặc trình bày cho Nguyễn Ánh rõ và xin ánh trở về. Việc ra đi không dễ dàng gì vì như ta biết, Siêm Vương canh gác gắt gao. Ánh ở Siêm, thuộc hạ có một số quân tướng theo hồi đầu 1785 và 600 người của Lê Văn Quân, sau đó chia nhau lập đồn điền để tự cung cấp, đóng thuyền bè ở Giang Khảm để chờ cơ hội. Tất cả kéo nhau đi không thể làm lặng lẽ được. Cho nên lén về nửa đêm, để lại một số lớn quân sĩ ở Siêm, Nguyễn Ánh tất đã nhìn vào tình hình chín muồi ở Gia Định được khuyến khích bằng sự bội phản của Nguyễn Đăng Vân. Người này biết đâu không làm môi giới cho Nguyễn Văn Trương quay về hợp tác. Nếu không có thông đồng sẵn thì sao Trương lại sai bộ tướng Hoàng Văn Điểm đi đón tự ngoài biển rồi tự mình đem hơn 300 binh và 15 chiến thuyền ra hàng. Như vậy là với 300 khẩu súng điều thương do Mạc Tử Xanh đưa về đến Hòn Tre, tiếp thu bọn cướp biển Hà Hỷ Văn cùng bộ tướng thiên địa hội của ông ta. Chú thích liệt truyện quyển 6 12B hết chú thích. Nguyễn Ánh tiếp thu được vùng Hậu Giang chỉ tốn có trận đánh lũy trà ôn do viên tiên phong trưởng cơ mới là Nguyễn Văn Trương điều khiển thôi. Được chiến thắng dễ dàng khuyến khích, Ánh đưa binh vào cửa Cần Giờ trong tháng 9 âm lịch 1787 gây khích động dân tâm. Nguyễn Lữ lật đật bỏ chạy về gò mu lượng, mở ngoặc hay gò vãi lượng, đóng ngoặc. Chú thích. Lượng phụ của Thực Lục liệt truyện hết chú thích. Xây thành đất trú ẩn để Phạm Văn Sâm chống giữ Sài Gòn. Viên thái bảo này kháng cự mạnh tới nỗi Nguyễn Ánh phải dụng mưu phản gián. Nguyên quân Nguyễn có bắt được một chiến thuyền Tây Sơn chở viên hộ đốc tên Lý và người thiếp tên Thị Lộc. Ánh không giết lại hậu đãi, rồi giả mật thư của Nguyễn Nhạc nói Sâm kiêu hoành sai lữ dùng giết đi. Thị Lộc được lệnh cầm thư đưa sâm, sâm tưởng thật vội kéo cờ trắng lên gò lượng định phân trần, không ngờ lữ lại tưởng sâm đã hàng nguyện ánh bèn vội vã bỏ đồn chạy về quy nhơn chết ở đấy, chấm dứt cuộc đời đáng thương lạc loài bất đắc dĩ của con người dung thường dựa đám anh em vượt chúng quấy đảo thời thế. Phạm Văn Sâm từng nay đơn độc ở Sài Gòn lo việc chống cự quân Nguyễn tưởng có thể lấn bước, không ngờ bị đánh mạnh phải mở vây. Sử quan nhà Nguyễn ghi trận thua này như là tự ý phe họ rút đi, nhưng rõ ràng là Phạm Văn Sâm đã thắng thế. Trên đường rút về phía Cồn Hổ, quân Nguyễn đã thanh toán những chướng ngại dọc đường. Ở sông Ba Vác, điều phát Nguyễn Kế Nhuận của Tây Sơn phải ra hàng. Ở Ba Lai, ngự úy Tây Sơn là Nguyễn Văn Đồn, dàn thuyền trên mặt sông Cản Lại. Lê Văn Quân, lẻn vào bên trong đốt lửa làm hiệu cho Hồ Văn Luân, Nguyễn Văn trị, Trương Phúc giáo, Nguyễn Văn Tồn phục bên ngoài biết mà ập vào hai mặt giáp công đánh phá tưởng có thể chuyển bại thành thắng quân Ánh lại tiến đánh Mỹ Tho gặp phải Phạm Văn Sâm đuổi vừa đến hai bên đánh nhau thật dữ dội vì đối thủ của Sâm là một kiện tướng cũ của Tây Sơn Nguyễn Đăng Vân con nuôi Nguyễn Huệ Vân bị bắt không hàng mắng chửi rồi chịu chết Nguyễn Ánh phải bỏ chạy ra cù lao hổ còn có 300 người và 20 thuyền. Còn Hà Hỷ Văn và bộ tướng thì lanh chân chạy tuốt ra côn lôn ở lì đó. Tuy nhiên, mặt trận mở rộng, Phạm Văn Sâm phải đương đầu với một tình thế nguy nan. Thuộc tướng Nguyễn bây giờ có mặt khắp nơi. Tháng 10, Hồ Văn Lân đánh ở sông Lương Phú, đuổi đô đốc Nguyễn Văn Mân về giữ thăng trông, bỏ lại trưởng cơ chân, tả hiệu huấn, trở thành tiền phong cho quân Nguyễn. Chú thích thán lung của thực lục đó là tên đất nôm theo âm đọc miền nam than trông địa điểm ở làng phú kiết bến tranh định tường gọi như thế là vì ở đó theo truyền thuyết quân nguyễn có làm một vọng gác dò trừng tây sơn cũng vì xuất xứ địa danh như vậy nên ở hậu giang cũng có thang trông vọng thê mở ngoặc quận huệ đức an giang đóng ngoặc Ta dò theo tình hình chiến sự ở đây mà nhận địa điểm ở định tường, loại bỏ địa điểm An Giang. Hết chú thích. Nguyễn Văn Trương, Đỗ Văn Hiệu ghi thêm một chiến công bằng cách đánh tập hậu ở sông Mỹ Lung đuổi trưởng cơ từ, thu thêm bộ tốt của từ cùng vài mươi thuyền. Phạm Văn Sâm, Nguyễn Ánh bây giờ lại đối đầu, kẻ ở Ba Lai, người ở Mỹ Lung. Quân Nguyễn phát triển lần lần, xâm về sông Mỹ Tho rồi lại về Sài Gòn, trong khi Tôn Thất Hội chiếm Ba Rồng, Hoàng Văn Khánh, Trương Phú Ngan, Nguyễn Văn Trương, Tô Văn Đoái đắp lũy ở nước xoáy. Chú thích, hồi oa của thực lục, đó là địa điểm vàm nao ở Tân Châu. Hết chú thích. Dùng trái cao khô làm đạn bắn qua lũy Tây Sơn, bắt họ phải lui. Cho đến đầu năm Mậu Thân 1788, trừ việc cai cơ Hà Văn Lục giữ rồng sao bị Tây Sơn giết ở rồng gầm. Quân Nguyễn chia nhau chiếm giữ vùng trà lọt rồng triệu. Chú thích. Rồng phú triệu ở cái bè, hỏi chấm, hết chú thích. Rồng sao thu hẹp phạm vi hoạt động của Tây Sơn trong vùng Sài Gòn, Mỹ Tho. Dinh Trấn Biên cũng lọt vào tay, lưu thủ khoa khiến cho Phạm Văn Sâm chỉ còn dựa vào thủy quân bảo vệ cho một số địa điểm bám víu trong đồng. Chú thích thư chữ nôm đánh số 9 đề ngày mùng 6 tháng 1 cảnh hưng 49 1788 hết chú thích. Nguyễn Ánh có thể tự phụ để viết thư khoe với Liot rằng Từ ta đề binh phá Tây Đồ thì bộ binh thâu phục gia định phủ các xứ còn thủy binh nó thì trụ tại Mỹ Tho cùng bên Nghé thắng phụ vị phân thủy binh ta thì ắt còn trụ tại Trà Lọt. Chú thích Thư số 10, đề ngày 15 tháng 1, cảnh Hưng 49, 1788, hết chú thích. Tình cảnh nguy ngập cho xâm như vậy mà tin tức quy nhơn vẫn im lìm. Nguyễn Nhạc không có phản ứng gì hết từ khi Nguyễn Lữ bỏ chạy về. Các giáo sĩ đương thời giải thích thái độ ấy cho rằng Nhạc không dám đến đánh Nguyễn Ánh là vì sợ lúc vắng mặt em ông có thể đến chiếm lấy kho tàng mà ông giấu ở ngôi thành độc nhất này. Chú thích, thư La Vieux, gửi cho Bore Descouvrier ở Paris từ Tân Triệu 13 tháng 5 1795 theo tập san Trường Viễn Đông Bắc Cổ 1912 trang 32 hết chú thích. Sự thực cả hai Nhạc và Huệ đều gườm nhau giữ thế từng tí một. Huệ muốn đánh Nguyễn Hữu Chỉnh cũng không dám rời Phú Xuân lại trao quyền cho Vũ Văn Nhậm mà bụng cứ phập phòng sợ viên tết chế này làm phản. Tuy nhiên, cả vùng thuận quảng bố chính dân chúng đã lao sao về việc Nguyễn Ánh quay về gia định. Nguyễn Huệ tất phải lo ngại. Theo lời Nguyễn Ánh thì khoảng đầu năm Mậu Thân 1788, Tây Sơn, ta biết là Nguyễn Huệ, đã gửi Thượng Hưng đem đại binh vào cứu Thượng Sâm ở Sài Gòn khoảng tháng 3 âm lịch trước khi họ ra Bắc giết Vũ Văn Nhậm. Số lượng quân đội này thực lục ghi 30 thuyền, Lê Tông Đan tăng đến 3-400 thuyền và cho rằng mục đích chỉ đi lấy lương gia định cho mau rồi về thôi. Nguyễn Ánh cũng đề quyết với quân sĩ của mình như vậy và cho rằng Phạm Văn Hưng chỉ vào vận lương chứ cố thủ đi vài tháng hắn ta sẽ lui về. Nhưng lẽ nào quân Hưng vượt biển vào chỉ độc có việc lấy lương ở một nơi nguy nan như vậy khi Nguyễn Lữ đã chạy về từ tháng 9 năm ngoái? Có thể ánh chỉ nói để trấn an quân sĩ việc Nguyễn Huệ giết nhậm rồi vội vã về thuận hóa đợi tên Hưng, chứng tỏ nhiệm vụ dò xét giúp đỡ nếu có thể của toán thủy binh này ở gia định. Dù thế nào đi nữa, quân thái úy Phạm Văn Hưng cũng đã hợp với Phạm Văn Sâm đánh nhau kịch liệt với quân Nguyễn rằng dai hàng nhiều tháng, để ở Phú Xuân Nguyễn Huệ phải bồn chồn lo ngại. Chú thích, thư số 11, 20 tháng 5, cảnh Hưng thứ 49, 1788, lục quyển 3, 7B đặt chuyện vào tháng 10 âm lịch Đinh Mùi, 1787 thật quá sớm. Ông Lê Tông Đan viết thư ngày mùng 7 tháng 11, 1788 bắt đầu chuyện này bằng câu Vào tháng 7, 1788, viên bạo chúa ấy rất lo lắng về ba hay 400 ghe mà ông gửi vào Đồng Nai. Ông viết theo thư La Bát cho biết, như vậy việc Nguyễn Huệ gửi quân đi vào Nam xảy ra trước tháng 7 dương lịch nhiều tháng đúng như xác nhận của Nguyễn Ánh trong thơ gửi cho Lê Ó kể trên. Thực lục cho rằng quân cứu từ Quy Nhơn vào, nhưng Hưng là tướng của Huệ vì ta thấy sau này, 1793, ông cầm quân Phú Xuân vào cứu Quy Nhơn. Nguyễn Ánh chỉ viết Tây Sơn là Thượng Hưng. Lê Tông Đan không biết tên Hưng, nhưng Olivia viết cho Lê Tông Đan mở ngoặc thư ngày 15 tháng 7, 1789, Tập San Đô Thành Hiếu Cổ tháng 10 12 1926 trang 362. Đóng ngoặc còn nói Nguyễn Ánh bắt một tướng do loạn tướng Huệ gửi đến tha tội rồi nghi ngờ gì đó ông đem chặt đầu. Olivia lầm Hưng với Phạm Văn Sâm nhưng lời đó thêm chứng cớ rằng Hưng đã được Huệ gửi đến. Có lẽ thấy cứu không được, Hưng đã bỏ về trước khi Sài Gòn bị vây, mở ngoặc tháng 6 âm lịch, đóng ngoặc nên mới thoát được về danh tính thực lục viết Nguyễn Văn Hưng, Phạm Văn Hưng. Liệt truyện quyển 30 16B viết Phạm Công Hưng. Ta lấy tên Phạm Văn Hưng, hết chú thích. Nguyễn Ánh lúc đó cũng vừa thô phục một tướng tài, võ tánh từ gò công làm tăng quân số Nguyễn lên hàng vạn người. Điều đó cho ánh tin tưởng để nói với Liot rằng nội tháng 6 ta cũng đánh được Sài Gòn mà chớ. Thực vậy, trong tháng 4, Nguyễn Ánh từ Sa Đéc sai Tôn Thất Huy, Lê Văn Quân đánh lũy Trấn Định. Chú thích. Vùng Tân Hiệp bây giờ hết chú thích. Dụ cai cơ Tây Sơn là viện mở cửa đầu hàng, bắt được trưởng cơ diệu. Thừa thắng họ tiến đến Thang Trông, đánh bắt đô đốc Nguyễn Văn Mân. Như vậy Tây Sơn đã mất căn cứ Mỹ Tho, quân sĩ của họ chạy toán loạn vào trong dân gian, gây ra một mối đe dọa an ninh cho thôn xóm cho tất cả đất gia định một khi nguyện ánh lấy được. Cho nên một mặt ông lấy lòng dân chúng bằng cách ra quân lệnh cấm binh sĩ sách nhiễu tiền bạc vợ con dân gian để từ đó dùng lợi lộc dụ họ đối đãi tốt với quân sĩ Tây Sơn lôi kéo đám binh này về phe mình. Ai mà nuôi một binh lính Tây Sơn bỏ chạy về làng thì được miễn binh dịch một nửa, hai người thì được miễn hết, ba người trở lên thì được thưởng. Mặt khác, ông dụ binh thuận hóa bằng cách kêu gọi tinh thần địa phương của họ, nhắc nhở đến mối liên lạc xứ sở của họ với dòng cựu Nguyễn xưa kia để họ an tâm phò tá, gợi lòng nhớ quê, xa xứ của họ để họ ra hà hàng, tòng quân theo về đất cũ. Tây Sơn càng bị siết chặt, ở Đồng Nai họ bị Nguyễn Văn Nghĩa phá tan. Ở Lũy Ngũ Kiều, đốc chiến Tây Sơn, Lê Văn Minh bị tôn thất hội vây chặt, rồi lại phải thua trận hỏa công do thủy binh Nguyễn Ánh từ ba rồng tiến lên thế là trận vây Sài Gòn bắt đầu Nguyễn Ánh đóng binh ở dạch Thị nghè chú thích nghi Giang của thực lục tên các chợ thấy ở Đại Nam nhất thống chí lục tỉnh Nam Kỳ cũng như ở thành trì trí của Trịnh Hoài Đức hết chú thích trong khi Phạm Văn Sâm giàn binh từ chợ điều khiển đến chợ Hung Dung đấu chống cự Ánh sai võ tánh đi vòng phía Nam đồng tập trận thẳng tới bến Nghé để trận đường lui quân hai bên giáp công, xâm không địch nổi phải bỏ chạy. Quân ánh ca khúc khải hoàn vào Sài Gòn, ngày đinh dậu tháng 8 mậu thân, mùng 7 tháng 9, 1788. Phạm Văn Sâm ra cửa cần giờ không được, vì Lê Văn Quân đã chặn ở đó rồi, bèn về Hàm Luông, rồi về Ba Thắc đóng binh hai bên bờ sông đắp lũy cự chiến. Ông còn dựa vào đám binh miên nổi loạn ở Trà Vinh, mang thít để làm thế nương tựa chống đánh. Nhưng Nguyễn Ánh đến, miên binh hàng phục, Việc binh ở đây giao cho tôn thất hội quản lãnh. Vĩnh Trấn trông trường Sâm, không cho thoát ra các cửa biển về được Quy Nhơn. Xâm ở đây cố thủ từ tháng 9 đến tháng riêng năm sau, kỷ dậu 1789. Không hy vọng gì ở cứu binh cả vì Nguyễn Nhạc thì lặng yên, còn Nguyễn Huệ thì bận chiến tranh với quân Thanh. Ẩn hết mùa gió Bắc, đầu năm kỷ hợi. Sâm muốn đem quân ra biển chạy thì bị phá ở Cù Lao Hổ. Đến lúc này, anh cũng muốn thanh toán xong ba thắc nhất chiến cho tuyệt hậu ưu. Chú thích, thư nôm số 12, hết chú thích. Các danh tướng của Nguyễn Ánh đều có mặt nơi đây. Lê Văn Quân, Võ Tánh, Tôn Thất Hội, Nguyễn Văn Trương. Ở Cú Lao Hổ họ giết được Đô Đốc Nguyễn Hùng, nhưng đổi lại cai cơ Nguyễn Văn Mai và Đỗ Văn Hiệu bị súng bắn chết. Ở Ba Thắc, Nguyễn Ánh nhờ một viên tướng cũ tên Thanh Hàm hàng Tây Sơn, nay phản lại nên đuổi được xâm chạy về sông Cổ Cò, chú thích. Cảnh lộ giang của thực lục, hết chú thích. Còn một toán binh cuối cùng ở cửa Mỹ Thanh lên tiếp cứu dưới quyền tham đốc Trần Hiếu Liêm, chỉ huy Nguyễn Trần thì bị phá tan. Chuẩn chết liêm hàng, xâm thế cùng lực kiệt cùng với bộ tướng đem thuyền bè khí giới, mang gông ra phủ phục hàng kẻ chiến thắng. Chú thích thư Castuera từ chợ quán. 11 tháng 6, 1789. Hết chú thích. Thế là sau hơn một năm trời lao khổ, Nguyễn Ánh đã quét sạch Tây Sơn để làm chủ gia định. Trong khi hiệp ước Véc sai chỉ còn có giá trị của một tờ giấy lộn, thì Nguyễn Ánh vẫn nghĩ rằng viện binh sắp về để tăng tiến thực lực của ông. Kinh nghiệm những ngày chiến bại cũ làm ông quá lo lắng, nhưng bọn tùy tướng của ông như Nguyễn Văn Thành thấy cái hại của việc cầu viện người ngoại quốc nên từ lúc còn ở Siêm đã khuyên ông không nên trông chờ gì ở ngoài. Việc Nguyễn Ánh về gia định thắng ở đây, trong khi nước Pháp không đủ sức gửi viện binh đã là một sự kiện quan trọng. Như nhận xét của Linh Mục Castuera, dù là người Pháp không tới nữa thì cũng gần như chắc chắn là trên bộ hay dưới nước gì người Tây Sơn cũng không thắng được vua. Vì hai anh em họ bất hòa nhau và vì cuộc chiến mà một người còn phải chống với tàu. Quyền đã về tay Nguyễn Ánh, ông phải tổ chức gia định như một người chủ, biến đám đánh mướn dưới quyền Bá Đa Lộc thành đám bộ hạ tay chân, đưa kỹ thuật mới vào trong nước cần thiết cho chiến thắng mà không có địa vị uy danh gì để làm đảo lộn trật tự trong nước. Ý thức hệ cũ vẫn làm nền tảng cho tổ chức xã hội đương thời, dù Nguyễn Huệ dù Nguyễn Ánh không ai có thể làm khác hơn được. Từ khi về, mỗi lần lấy một nơi chắc chắn là Nguyễn Ánh lo tổ chức cai trị. Đất Hà Tiên bị tàn phá vì vốn là một đầu mối gây bất hòa với Siêm, nên Nguyễn Ánh phó cho Mạc Tử Xanh, người vẫn tỏ lòng trung thành với vị chúa của cha mình, nhưng lại được Phật Vương nuôi dưỡng, kẻ trung gian rất tốt trong tình giao hảo Siêm Việt. Xanh chết, ánh dụng một người Siêm là Ngô Ma, cho làm cai cơ, trông coi chân đó, mở ngoặc hay là chấp nhận trấn thủ của vua Siêm đề cử hỏi chấm đóng ngoặc. Vĩnh Trấn Dinh yên ổn hơn nên được đặt công đường cho Phạm Văn Thận làm ký lục giữ. Nhưng chiến tranh tiếp diễn thì ta thấy các tướng quân lãnh trông coi luôn việc hành tránh. Cho nên vừa đánh được Mỹ Tho, lập công đường dinh Trấn định thì giữ việc dân, binh là các tướng Tôn Thất Huy, Tống Phúc Đạm, Phạm Văn Sĩ, Việc đó chỉ là tạm bợ. Ở Sài Gòn, Nguyễn Ánh lựa các viên tham mưu quân đội chuyển qua các bộ lại hộ hình để lập một triều đình. Việc khá quan trọng là ông đã thu phục đám nhân sĩ do võ trường toàn đào tạo hay ảnh hưởng gồm cả người Việt, người Minh Hương để giúp việc từ lệnh buổi đầu. Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Ngô Tổng Chu, Hoàng Minh Khánh Nói theo tiết tháo của thầy hành đạo ẩn giật trong thời loạn. Nay ra giúp việc, giúp đời, họ sẽ có đủ khả năng và cứng rắn, tự tín để bênh vực đạo thánh. Họ sẽ học thành một khối vững vàng để bảo vệ ý thức hệ khổng giáo chống mọi xâm nhập khác. Về việc cai trị ở đây, Nguyễn Ánh cũng gặp khó khăn gây ra vì nhóm người miên. Thực ra, miên binh dưới quyền của Nguyễn Văn Tồn ở Trà Vinh cũng giúp Nguyễn Ánh rất nhiều trong việc đánh Phạm Văn Sâm Chú thích, chuyện Nguyễn Văn Tồn, liệt truyện quyển 28, 3A, 4B, hết chú thích. Nhưng họ bất thường, nay đổ mai đánh, thật khó mà liệu định. Tướng ốc nha ốc, theo Phạm Văn Sâm, bị đánh đuổi chạy về Cần Thơ, gặp Nguyễn Văn Phong bắt giết. Lê Văn Quân và Võ Tánh giữ ba thác cũng không yên, Nguyễn Ánh đành phải đặt kế hoạch cho tự trị. Ông đòi hai tướng về rồi cho viên quan miên về đầu là gia chi giáp trông coi xứ ấy. Phủ trà vinh thì giao cho ốc nhà trích cai trị. Tính cách phức tạp về chủng tộc, về quê quán làm cho việc kiểm tra dân số cũng thêm phần phiền nhiễu. Việc kiểm tra lại cần có để giữ an ninh, để định binh số mà bắt lính thu thuế. Trước nhất, người ta kiểm điểm lập danh tính những người tòng quân, quan quân các chi, hiệu, đội, thuyền, cứ bằng vào tên tuổi chức sắc mà đưa về quê quán làm sổ sách. Về phía các tổng xã thôn phường đều phải ghi vào sổ những người ở ngụ, ẩn lậu cùng với lính Tây Sơn trốn về. Đám người không tư sản thì được ghép vào hạng củng cố, miễn nạp các thức cần cho binh vụ nhưng vẫn phải làm sâu như mọi người. Để đẩy mạnh việc kiểm tra dân lậu từ tháng 5 nhuần kỷ dậu 1789, Nguyễn Ánh lại cho phép thưởng người tố cáo. Dân tố cáo thì được miễn một năm sâu, lính thì được thâu nơi ấp trưởng, người chứa chấp, 40 quan tiền. Về mặt xã hội, các loại phù thủy, đổ bác, đồng bóng, hát sướng đều bị cấm chỉ. Tất cả những biện pháp khắc khổ đó đều để nhằm vào việc tổ chức một quân đội mạnh, đủ để giữ vững gia định. Việc tuyển binh cho ta thấy rõ sự cần kiếp đó từ tháng 10 Mậu Thân 1788 sau khi vào Sài Gòn, Nguyễn Ánh bắt dinh phiên trấn tiên khởi trong việc bắt Tráng Đinh. Cứ hai người lấy một lập thành phủ binh, chia đội ngũ ra, chỉnh bị, đánh giữ. Bọn quân được hưởng ưu đãi nhất là quân bảo vệ Nguyễn Ánh. Theo lệ mỗi tháng họ được cấp một vuông gạo, một quan tiền, áo quần hai thứ lại được cấp riêng cho một người dân có tên trong sổ bộ để sử dụng nhưng rõ ràng là không phải ai cũng được hưởng ưu đãi đó nên lính trốn thật nhiều, đến nỗi quan phải ra lệnh cho dân quân ai bắt được thì thưởng tiền miễn sâu. Những hoạt động binh vụ phải tựa trên một nền kinh tế dồi dào mới có cơ trường cửu được. Ánh lại có kinh nghiệm cũ về những chuyến thương thuyền Trung Hoa đem lại thịnh vượng cho đất này nên mở mang ngay một chính sách mời mọc và kiểm soát các thuyền buôn. Theo bảng thuế liệt kê ra, ta thấy đến cập bến có nhiều các tàu hải nam, mở ngoặc chịu thuế nhẹ nhất 600 quan, ngoài lễ lạc khá nhiều, đóng ngoặc. Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Thượng Hải, mở ngoặc, cả hai triệu thuế nặng nhất 3.300 quan, đóng ngoặc. Quan quân chú ý những vật có liên quan đến binh dụng như đồ đồng, trì, diêm tiêu, lưu hoàng, không cho buôn bán riêng tư các loại này. Các sản vật trong nước cũng không được trộm trở đi. Ai thông đồng mua bán riêng tư với nhau thì bị đánh 100 roi, cấm làm dịch phu 3 năm tịch thu tài sản. Nói tóm lại, đó là một chính sách kiểm soát khắt khe làm sao quân đội được sử dụng tài lực trong nước đến mức tối đa không ngồi đó để trông chờ tàu buôn đến bán binh khí nguyễn ánh sai các người trong nội viện đi châu thái mua súng lớn đạn dược lưu hoàng diêm tiêu chú thích không biết ở đâu theo nghĩa duy danh của chữ châu thái có phải là một nơi khai mỏ ngọc châu báu ở biển xiêm mã lai miến điện hỏi chấm hết chú thích ông viết thư cho liot bảo ông này mời gọi tàu tây tới bán binh khí hỏi chịu thuế chú thích thư số 11 ở phụ lục. Hết chú thích. Việc phòng thủ cũng được tổ chức chu đáo, nhất là về phía biển. Nơi đột nhập của địch quân, các phong hỏa đài được dựng lên ở Cần Giờ, Đồng Tranh, Vũng Tàu. Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Thành lo đi tuần tiễu các cửa biển. Thành cái Chê, Vàm Cỏ được xây lại. Lê Văn Quân được phái đi đóng giữ bà Rịa. Cuộc tổ chức mới ở năm đầu mà cũng có vẻ vững chắc lắm chú thích. Những sử sự, sự kể trong tiết trừ các xuất xứ khác có ghi đều lấy từ thực lục quyển 2, 18B đến hết quyển 3, quyển 4, 1A, 15A. Hết chú thích. Hết tiết 11, chương 4. Tác phẩm Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802. Tác giả tại trí đại trường thực hiện ban biên tập trang việt sử.org.